Công trình Bưu điện Hà Nội được xây dựng tại vị trí trung tâm Hà Nội. Tài liệu lưu trữ về công trình này hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, gồm các bản vẽ thiết kế, thi công, mở rộng và các văn bản quan trọng từ năm 1893 đến năm 1944. Theo tài liệu lưu trữ, ngay từ những năm 1890, kiến trúc sư Angie Vindier đã đưa ra dự án xây dựng sở bưu điện và điện báo, đồng thời ông cũng chính là người thiết kế công trình này. Tòa nhà được xây dựng dựa trên sự kết hợp tinh tế giữa phong cách kiến trúc của Trung Quốc với các phương pháp thích nghi với khí hậu Bắc Kỳ. Tỷ lệ của tòa nhà, phần mái nhà trong tòa nhà phía trước, đồng hồ gắn vào trán tường, các bức tường, phân vùng thể hiện qua mặt đá nổi, hoàn toàn tương ứng với kiểu tòa nhà hành chính thị hành tại Pháp vào những năm 1900. Tuy nhiên, khi nhìn sát vào, người ta nhận thấy những bức tường ở mặt trước che khuất mái hiên ở bên ngoài được chọc thủng tạo thành các lỗ cửa theo kiểu lô gia. Mặt khác, kiến trúc sư lựa chọn mái lợp bằng nhiều tấm kẽm nhỏ do những tấm kẽm lớn dễ bị biến dạng do hiệu ứng nhiệt. Ngoài ra, các tấm kẽm được gắn lên khung sắt do tính đến tác dụng ăn mòn của các loại gỗ bản địa dùng làm dùi mè. Cùng với việc thích nghi khí hậu là cách bố trí phù hợp với cuộc sống thuộc địa. Tòa nhà đầu tiên do kiến trúc sư Angie Vindier thiết kế và xây dựng cuối thế kỷ 19 theo phong cách kiến trúc tân cổ điển. Mặt chính của tòa nhà trông ra phố Đinh Tiên Hoàng, mặt bên trong trông ra phố Lê Thạch và vườn hoa Lý Thái Tổ ngày nay. Từ năm 1910 trở đi, tòa nhà này đã qua nhiều lần mở rộng, phá đi làm lại do những dấu hiệu thiếu đảm bảo an toàn. Năm 1910, việc mở rộng phòng thu cước phí Hà Nội gồm các hạng mục sau đây: xây dựng một tòa nhà mới nối với các tòa nhà cũ, sửa sang một số chi tiết trên phần có sẵn do các nhà thầu P và Sazo thực hiện. Năm 1918, dự án mở rộng tiếp tục được triển khai bằng việc xây dựng thêm phòng bưu phẩm tại phòng thu cước phí Hà Nội. Năm 1921, theo báo cáo ngày 22 tháng 5 năm 1921 của Giám đốc Nha Bưu điện Đông Dương gửi toàn quyền và ông Aviat là người trúng thầu theo thiết kế của kiến trúc sư Bussi. Người dân Hà Nội đã quen thuộc với tiếng chuông đồng hồ vào mỗi sáng từ bưu điện bờ hồ. Giống như nhiều quốc gia, bưu điện trung tâm thành phố là km số 0 để từ đó tính toán đường giao thông tỏa đi khắp thành phố. Bưu điện cùng với tháp chuông đồng hồ đã tạo nên một khung cảnh lý thú cho thủ đô. Chính vì thế mà từ tháp chuông bưu điện bờ hồ, chúng ta có thể dễ dàng tỏa đi các hướng tìm cho mình những góc khuất riêng của Hà Nội.